Thưa quý vị, những ngày này, việc giải phóng mặt bằng bao gồm nhà cửa, vườn tược, đất rừng, rừng đặc dụng cảnh quan trong hành lang tuyến cao tốc Cam lộ-La Sơn đang được các địa phương trên tuyến thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế tích cực triển khai, với mục tiêu khoảng cuối tháng 3 năm 2020 sẽ bàn giao cho đơn vị thi công, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại khu vực xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, công ty lâm nghiệp Tiệp Phong đang giải quyết 27 hectare đất đồi núi, trong đó có rừng đặc dụng cảnh quan thông ba lá, thông nhựa. Việc đẩy nhanh tiến độ khai thác 27 hecta rừng thông đã được triển khai từ sau ngày cuối tháng 2 vừa qua, với tiêu chí là trong khoảng thời gian ngắn nhất 30 ngày sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện tại, việc giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều vướng mắc như thời gian quá gấp rút, việc đầu nối với quốc lộ 1, đoạn nhánh Tránh Huế chưa có đủ các thủ tục. Song để đảm bảo tiến độ đề ra, đơn vị quản lý đường bộ là công ty quản lý đường bộ Thừa Thiên Huế, cục trục đường bộ 2 đã có những giải pháp tích cực. Khu vực rừng cảnh quan khai thác nhựa tại khu vực xã Thủy Bằng thuộc tài sản của công ty lâm nghiệp Tiệp Phong. Việc giải phóng rừng bàn giao mặt bằng là nằm trong kế hoạch xây dựng cao tốc, nên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã cho đấu thầu công khai việc thu mua 27 hecta thông nhựa này. Việc còn lại của chủ rừng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là phù hợp với chính quyền sở tại, đơn vị khai thác, đơn vị quản lý đường bộ đảm bảo khai thác nhanh, an toàn. Sau khi có quyết định là giải phóng mặt bằng để bàn giao cho bên dự án đường cao tốc, thì công ty lâm nghiệp Tiên Phong và chủ yếu là lực lượng bảo vệ rừng của chúng tôi thì ngay từ đầu đã tiến hành giám sát chặt chẽ các khu vực khai thác rừng, không để đụng theo cái mốc ranh giới đã quy định và cũng đã bày đặt trước đây, thì không để cho xâm phạm vào khu vực đất rừng đặc dụng. Sau khi được bàn giao mặt hành lang tuyến đường này, quá trình thi công rất dễ xuất hiện những tình huống như ô nhiễm bụi, tiếng ồn và phương tiện lưu thông nhiều, nên rất cần những giải pháp thi công an toàn từ chủ đầu tư và đơn vị thi công. Tuy nhiên, hiện nay việc đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường Tránh Huế song song với cao tốc cần được các đơn vị chức năng chung tay phối hợp để vừa đảm bảo tiến độ, vừa an toàn cho cả phương tiện lưu thông Bắc Nam.